Yên tâm đi, cái video tôi, cái video này anh hận suốt đời, anh hận suốt đời nha. Anh sẽ up cho tụi em coi luôn. Rồi tiếp tục mấy em. Bắc Kinh overnight cái gì mấy em? Đậu xe qua đêm, đậu xe qua đêm 39 đồng. Du lịch, tận hưởng cuộc sống, tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ thần thái Zimmer. Tự hào Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. Xin chào mọi người, quay lại với mọi người trong chương trình review những chuyến đi xa nha. Bức xúc lắm, bực mình lắm. Bữa nay hôm qua là gặp rất là nhiều chuyện không có vui nha các bạn. Thứ nhất á là vấn đề khách sạn. Mà trước khi nói vấn đề khách sạn mà nói vấn đề chai nước đi. Qua đây làm như nước nó mắc quá bạn ơi. Bạn biết không, hôm qua mới đi vô cái mall mua nước bạn. Nè, có hiệu luôn nè, không biết nhìn đi. Hiệu gì á? Austin gì đó. Austin gì từ lưa hết á. Không biết được. Mà nhưng mà cái chúng ta quan tâm á, biết chai nước nhiêu tiền không? Nope. Một chai nước, một đồng 79 cent. Trời ơi trời. Mắc hơn bên châu Âu nữa mấy bạn. Nhớ nha, chai nước này một đồng 79 cent. Nước ở ngoài. Nước ở ngoài không phải trong khách sạn nha bạn. Nước ở trong mall. Trong cái shop bình thường nó bán thôi. Cái shop rất là bình thường. Ví dụ như cái shop mà nó đắt, mà shop mà nó VIP, shop xịn thì không nói. Shop rất là bình thường. 1,79 nhân cho 2,3,500 bằng 42.000 chai. Oh my god. Vậy uống nước hay uống súp? Cái vấn đề mà nước hay súp á là Duy hỏi các bạn rất là nhiều lần rồi. Cái nó biết mình dơ mình cũ rồi trời. Thấy không hôi bạn chơi luôn đi. Giờ trai tứ chiến rồi. It was at this moment that he knew he fucked up. Không phải là quê hương nha, không phải là Việt Nam. Nó sống như vậy đó. Nó khổ lắm. Nên từng cái thước video của Duy đưa đến các bạn là nó phản ánh đời sống chân thật của Duy bên này. Thừa nhận là mình có tiền đó. Tiền là nó rất lầm. Nhưng mà có những thứ không mua được bằng tiền. Mình đang nhớ câu này cho mình nhé. Có những thứ không mua được bằng tiền, phải nhập gia tùy tục. Mình phải tập, mình tập sống cuộc sống quen ở bên này mới được. Rồi, Duy đang ở Houston các bạn. Thành phố Houston á, không là hôm qua có chuyến thăm nhà máy được chưa? Thăm công ty lắp radar. Hôm qua là qua lắp radar nhận cúp các bạn. Cũng cúp, nói chung là 3 năm liền vui về nhì. 3 năm liền vui về nhì. Nó có hai cúp với hai cái gì ta, kỷ niệm chương. Cái tư đó nó nặng. Mà giờ sắp tới sắp lui mệt quá. Thôi kêu nhờ lắp ra ship thẳng Việt Nam đi. Hôm qua tới chụp tấm hình được giờ. Đang ở Houston, một thành phố rất là bình thường. Chưa có gì ấn tượng hết. Ngoài chuyện kẹt xe, trời ơi nó kẹt xe bà mẹ luôn. Trên highway thì không kẹt các bạn, nhưng mà vô đâu sao đó thao kẹt nặng quá. Khách sạn mà Duy bút qua là 4 sao rưỡi nha. Khách sạn này là khách sạn gì đó, biết nữa gì à. Cái gì tin tin đó. Chờ chút xíu Duy coi lại cái thạc đi. Cái gì nè. Tin tin nè. Westin mấy bạn. Westin nha. Khách sạn là 4 sao rưỡi. Tiền thuê thì một đêm mà Duy mua nó cũng có mắc. Nó mua nó gần 3 triệu. Hai chục mấy gần 3 triệu. Nhưng mà có điểm này chú ý nè. Cái khách sạn này nó đặt nó nằm một cái vị trí gần một cái quần thể mall mấy bạn. Gần một cái quần thể mall. Nó quần thể mall là gì, trung tâm mua sắm thương mại, nó nằm nằm trong một cụm đó đó. Thì hôm qua đó lái mẹ tới. Xong rồi cái khách sạn nó lạ lắm, đường vô hơi khó. Quẹo lộn vô cái bắc kinh của mall mấy bạn. Trời đất ơi mẹ, cái bắc kinh của mall nó rộng thênh thang, đi không biết đường ra luôn. Tối đang nằm ngủ thiêu điện thoại kêu. Biết gì kêu không? Bill tới mấy em, đù, cái này cảm giác Bill nha. Cái này là cảm giác Bill nè. Mình sống như Mỹ đó, cảm giác Bill tới mấy em. Cho coi Bill luôn, tao đâu ngại đâu. Nè, Bill tới mấy em, từ từ, chút xíu cho coi Bill.
biết tính bill gì không nè, chờ chút. Westin Hotel trân trọng giới thiệu với bạn một tin surprise. Surprise cái gì? Cái bill đó. Đây đọc sơ sơ thôi, nói chung là có chữ ký của tao nằm trên này hết cãi mẹ luôn. Hôm qua là vô bắt ký tên ba, bắt ký tên bắt deposit 100 đô. Đó. Đầu tiên đó, sau đấy cái thẻ visa của mình nó quẹt rọt cái deposit 100 đô. Khách sạn Marriott hôm qua deposit có 50 đô thôi. Khách sạn hôm qua không có bao ăn sáng nha mấy đồng chí. Không có bao ăn sáng. Nhắc lại luôn, khách sạn ngày hôm nay cũng không bao ăn sáng. Vậy là đa phần những cái khách sạn của Mỹ á là như đi hôm nay nó không có bao ăn sáng tính riêng. Nó thì đây là bữa ăn free. Bữa ăn của một hotel nào đó nó cũng có hết á, 4 năm sau rồi nó có hết. Rồi có loại mà hotel nó không có cái bữa ăn sáng free thì bạn phải trả tiền mấy chục đô á. Hả? Ăn sáng đó ba. Ăn sáng 20 đô, tỉnh chưa? Đó, nói chung qua đây thì chịu thôi mấy em. Nghèo nghèo đi sao đi Mỹ nổi. Cái gì ta? Internet service in room. Phụng mày internet cũng chặt tiền tao nữa. Má thằng internet nó mất thiệt mấy em. Tao nói thiệt với mày á, tao đi qua bên châu Âu, internet tao có 5 euro à. Bây giờ nó qua đây nó quất tao 14 đồng 95 cent. Thì tình bức xúc giả man á. Mà bạn biết rồi, bữa nay được cái lợi thế á là mấy cái hot boy gì đó vô thoải mái vô tư. Đúng không? Mà mình trai tứ chiến mà không lẽ là tối không internet rồi như ở tù rồi chứ còn gì nữa. Nên thôi phải chấp nhận mày. Nói chung ngày nào tao đi internet nữa nè. Tùy chỗ nha, có chỗ là gọi là high speed á, thì là 17 đồng. Có chỗ là gọi là cái này là medium speed nè, thì ra là 14 đồng 95. Rồi phí gì nữa? Telephone tao đâu có gọi đâu, có phí nữa mày. Telephone hoặc internet tắt step đá đù. Bây giờ cái phí của bang nữa. Cái phí của thuế bang gì đó nè. Thuế bang nè, thuế của cái vụ internet hồi nãy nè là 1 đồng 25 cent. Ủa 23 cent. Yên tâm đi, cái bill này anh hận suốt đời. Anh hận suốt đời nha. Anh sẽ up cho tụi em coi luôn. Rồi tiếp tục mấy em. Bắc Kinh overnight là cái gì mấy em? Đậu xe qua đêm 39 đồng. 39 đồng. Tôi mà đậu xe qua đêm 39 đồng. Không phải là dùng cái tiền cả. Anh hiểu không? Nhưng mà nó ngạc nhiên quá, nó mang nó cho nhiều cái surprise. Tao ở Việt Nam tao đi 100.000 khách sạn, chưa khách sạn nào dám tính tiền của đó nha. Có thiệt. Đúng không? Chưa khách sạn nào ở Việt Nam dám tính tiền của này nha. Nhưng mà mình qua đây với mấy em giống như hổ xuống đồng bằng. Tính bill trả lên sao cãi. Tới bây giờ tôi thấm thía được câu á, cái bà Việt Kiều kia mới nói. Qua bên đây mình sống mình không dám cãi. Thật sự là cãi được á. Nhưng mà luật chơi nó cũng vậy rồi, mình đâu có cãi được mấy em. Mình vô mình đặt viết 1 ký mình chịu rồi đó. Thàm nói người ta đầu đi. Mà nó đâu có nói người ta đầu. Tại sao mày không hỏi? Biết mẹ đâu hỏi. Đó, kiểu dữ chết á. Nó thôi. Không lâu ăn bài gài nha. 39 đồng. Đó. Anh nói từng lỡ phí ra cho mày nghe. Tiếp còn này hại nè. Cổ này mới ác nè. Pass gara là cái gì? Thuế của gara nữa. Thuế gara nhiêu? 3 đồng 22 cent. Trời ơi. Vậy là nói chung là cái xe hơi của tao đó là tao gửi một đêm trong khách sạn này là tốn 39 đồng cộng cho 3 đồng 22 cent là khoảng chừng 42 đồng 22 cent. Triệu mấy? Triệu á? Tiền gửi xe 1 triệu. Oh my god. Tao nói thiệt chứ mày, tao ở cái đây tao luật mỗi nơi mỗi khác thì không có bàn, không có chơi mắc, không có chơi rẻ. Nhưng mà ý của anh đó là chia sẻ đến tụi em cái sự khác biệt. Ở bên Việt Nam bố có nổi cái nhà hàng nào, khách sạn nào dám chơi với anh chỗ này không? Tao ở khách sạn của mày thì á, cái nhiệm vụ Bắc Kinh là nhiệm vụ của mày đo. Thí dụ như khách sạn bên Việt Nam á, nếu mà nó nằm ở trong cái quần thể mo miết gì đó giống như này đi thì tao phải có giấy đi xe miễn phí. Tao có khách mày mà. Ôi quay đời đi khách sạn mà, khách sạn thằng chủ ngủ cái xe đó ngủ rồi hả? Bức xúc chứ. Đúng không các bạn? Quý tại sao soi Mỹ giàu chứ? Giàu nhiều cách giàu lắm mà trong những cái lý do mà soi Mỹ giàu đó là thuế. Thiên đường thuế. Cái xe tao tội tình gì? Thuế cái mẹ luôn. Đúng không các bạn? Thí dụ như cái phí cho Bắc Kinh đó là phí để làm gì? Cái phí cho Bắc Kinh đó là cái phí để cho những bảo vệ ở Bắc Kinh đó, hệ thống chiếu sáng, hệ thống này nọ kia, tiền trả mặt bằng cho Bắc Kinh, ok trả được. Đúng chưa?
trả được, nhưng mà khách sạn phải trả cho tao chứ tao khách mày mà. À, một ý. Ý thứ hai nữa, vậy ủa chính phủ liên bang có trách nhiệm gì trong này? Chính phủ cái bang Houston, ủa chính phủ bang Houston, Houston là thành phố của Texas, vậy Texas thu thuế luôn. Nani? Nói nhìn cái bill này hôm qua lên là mất ngủ luôn nha. Nói chung không phải không có tiền trả mà bây giờ tao cho mày 2 số 0 tao trả không được nữa. Wow. Nhưng mà thấy nó mình nó cảm giác giống như là gì đó mít mà. Không biết các bạn thử comment nó mà bạn rơi tình trạng của Duy, các bạn cảm giác sao ta? Ở một ngày chuyện nhỏ, đúng không? Mà ở 30 ngày đi cái thuế nó cao chứ. Hợp lý chứ? Đúng không? Trong khi xăng mua ngoẹt, xăng anh cũng đổ thuế rồi, anh cũng đóng thuế rồi. Tiền thuế xe em đóng rồi, tiền bảo trì xe em đóng rồi, tiền phí bảo hiểm em đóng hết trơn rồi. Bây giờ cái tiền đi khách sạn anh đi anh ngủ anh trả cho anh đúng rồi, giờ anh trả cho cái xe nữa. Mày hơi lạ nha. Ví dụ như cái xe, bây giờ cái mạng của xe nó rẻ gì cho, mẹ cái xe của anh mấy chục ngàn à. Vậy cái mạng anh nhiêu tiền? Đúng không? Cái mạng anh nhiêu tiền mà anh ngủ ở đây á, thì anh có 2 triệu mấy à. Cái xe của anh ăn hết 1 triệu rồi. Thì suy ra cái xe nó bằng nửa cái mạng anh hả? Đúng không? Đúng không em? Anh không có nói chuyện một chiều, anh nói chuyện rất là khách quan mặt này mặt kia. Vậy thì vấn đề mặt này sao? Rồi tiếp nữa nè. Nói cho chết luôn. Mấy em nhìn cái sàn đi. Nhìn cái sàn đi đúng không? Tức bộ sofa đi. Nói nhìn đi. Khách sạn này 4.5 hả? Nope. Đúng không? Vậy là hôm qua gì? Anh mới khen khách sạn kia xong. Marriott nằm trong cái thao thôi. Còn cái này nằm trong cái city. Mà Marriott đẳng cấp nhiều. Có lẽ hơn này chút nữa nó có 4 sao thôi mà đẹp. Nó đẹp cả về phía ngoài, đẹp cả phía trong, đẹp cả về tư cách thiện nghi. Tự nhiên vô hằng này. Để nó nhìn nè. Mấy cái gối này thấy không? Cái gối này. Không biết con nào bắn ở đây không nữa. Hả? Đúng chưa? Nhưng mà thôi. Kệ đi. Để chơi mà. Ta kiếm nụ cười chứ ai kiếm nỗi buồn đúng không? Mà có mấy đồng cắt con khỉ đâu buồn. Uống bộ ba thần thánh vô giảm mỡ hết buồn. Nhưng mà tự nhiên qua cái bill nó lọt lên bụp lên giật mình. Nó bill nó gửi qua email luôn mày. Ghê không? Nè email nè. Nó gửi bụp phát giật mình xong rồi tự nhiên mình mới suy diễn. Ủa mấy em qua không kêu dính không ta? Lục lại mấy cái bill cũ dính luôn. Nói chung là cũng vô tình thôi bạn. Thường thường mail nó đâu có lọt đâu. Anh có hai cái loại mail. Một là mail business của anh. Mà cái mail business của anh là mail làm việc. Anh mới check thường xuyên. Còn cái thứ hai là mail cóc. Thì nó tóm lại á là cái khách sạn này vô quê hai chỗ rồi. Thứ nhất là đậu xe. Hôm qua là vô chạy vòng vòng nó nguyên cái đường vòng tròn luôn. Ở trong cái city nè. Đậu xe đúng khổ luôn. Hỏi vậy chứ tao thấy tự nhiên cái hôm qua mình ở trên trời men. Bữa nay xuống mẹ rớt xuống Trần gian là thấy nó hơi bị hụt hẳn một chút rồi. Ủa 20 phút nữa ta nghĩ được chưa ta? Hay mình chơi khách sạn gì được chưa? Hay chơi nổi nè. Tại vì nói chung mình lâu các bạn, mình đi qua Mỹ mà. Mình đi có một lần chứ đâu có đi cả đời đúng không? Yes. Mẹ biết rồi chừng nào mới mới comeback. Mẹ một năm đi một lần là chán tới bà rồi đó. Nói thiệt á, công ăn chuyện làm qua đây thôi. Qua đây thứ nhất á, là mình những cái sở trường của mình mất hết rồi. Oh really? Chỉ có cái đô la mình tưởng là nó còn thôi. Wow. Chứ còn sở trường của mình là nó không phát huy được. Và mình cũng nói chung là ở bên đây nó nhiều tiểu bang quá. Nó mình rất là khó thích ứng về mặt khí hậu nữa. Khi lạnh khi nóng này nọ chút cái máy sưởi nó tự động chạy mầm cho coi nè. Một chuyến đi á nó sẽ mang lại cho mình nhiều kỷ niệm. Oh, yeah. Đó mình đi thích hòa mình thích hòa nhập vào cái cuộc sống của Mỹ. Đó cả góc độ đẳng cấp gì cũng chơi mà cả góc độ cùi bóc gì cũng chơi để biết được một cái xã hội nó nhiều mặt nó như thế nào. À, ví dụ như đi giá giỏ này nọ kia, ok mấy lĩnh vực đó được chuyên về xe hơi đương nhiên là nó rất là ok là không có gì phải bàn cả. Không có gì phải bạn những cái lĩnh vực về công nghệ này nhưng mà những lĩnh vực về đời sống giống như cái phí nãy gì nói đó, phí này mà quăng cho mấy ông nội kia là không teo liền gì. Trời ơi mấy ơi, xe gửi 3 chín đồng rõ ràng luôn, không biết mất chiếc chưa nữa. Để mốt đi khách sạn khác coi nó sao. Thật sự bạn, nhiều khi bữa nay á vô cái thành, nói chung là cái ngày hôm qua là chỉ cảm thấy teo hơn nhiều so với ngày trước thì ok hơn. Ngày trước á Duy đi vô một cái khách sạn nó giống như là Hồ Tràm, tất nhiên đẳng cấp của Hồ Tràm nha. Nó giống như là khu Hồ Tràm của Việt Nam vậy đó. Nó nằm ở một cái thao. Cái thao các bạn. Cái thao gọi là cái thao rửa mặt. Cái thao là cái kêu là cái gì ta, cái tỉnh. Cái giống như cái tỉnh lụy vậy đó. Giống như Bến Tre, ở cái thao Bến Tre là cái thao, ví dụ vậy. Nói chung là đơn vị hành chính chuyển đổi có thể nó hơi sai. Thì cái chỗ đó nó không được đao thao như chỗ này. Cái chỗ này đao thao là cái trung tâm hơn. Nhưng mà
nó thật mày sự tao cũng biết nữa, là nhà trong đau thao mắt hay nhà ngoài thao mắt ta. Nếu mà Duy chọn ở ngoài thao, ngoài thao nhất là nó sống sang sang sao biết dụng chữ, nó sang sang giúp cây xong nhiều mát mẻ, nó ra cho rồi tiện ích tiện nghi đồ đầy đủ quần thể rồi, nói chung có đẳng cấp hơn mày nhiều thật sự luôn á. Nếu ra nhìn nó hơi ngập ngợp đúng ta. Ok mẹ đi, mình du khách mà nó sai đâu sao đúng không các bạn. Những cái gì mà Duy nói trong này chỉ mang tính chất về cảm nhận cá nhân, về những cái cảm xúc nhất thời. Giống như cái bill này nè, Duy đâu nói nó mắc nó rẻ gì đâu, tại chẳng qua nó là Mỹ à, nó là như vậy đó, thì mày được thì mày chơi, không được thì biết đi đi, đúng không? Mỹ nó bao tiền vô tiền ra mày nó thang hoài. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video đầu tiên của anh Duy Nguyễn nha, chia sẻ trải nghiệm. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài.